tôi bà Rosa Hoàng Phúc Khánh. Theo chỉ thị của bà, tôi đã làm tất cả những gì có thể, kể cả việc mò mẫm đánh hơi quanh đám xác xe cháy trong trận phục kích năm nào. Vậy kho báu ở đâu? Hay ông định bịp cả tôi nữa? Không, thưa bà, tôi cho rằng chính bà đã lừa tôi. Tới giờ này mà anh vẫn còn thở ra cái giọng oán trách nữa hay sao? Hay là muốn tất cả vào trại giam để dạo mát? William Burke đã giao cho chúng hộ tống một đoàn xe chở tài liệu mật của CIA tại vùng 2 chiến thuật. Chúng đã để cho đoàn xe lọt vào ổ phục kích của tụi biệt động quân. Tham lam ngu xuẩn. Và cuối cùng, tên hạ sĩ khốn kiếp lái chiếc xe quan trọng biển đi đâu mất tiêu. Lạy Chúa tôi, chính ông đã làm hỏng mọi việc. Bà cũng được quyền nhục mạ tôi. Chức vụ của bà có cao hơn, nhưng thâm niên của tôi trong CIA đòi hỏi bà phải coi trọng. Coi trọng? Mọi hành động của ông không qua mắt được bọn con nít, vậy mà đòi người khác phải ngã mũ sao? Ôi, ông bạn già đáng thương của em. Nếu anh chịu đưa em bản sơ đồ cất giấu tài liệu mật, thì em sẽ kính phục anh, thậm chí còn yêu anh nữa. Thuyền máy đã sẵn sàng, anh còn mong gì hơn nữa? Thưa bà, thật là kỳ quái, bản sơ đồ tìm thấy trong người con nhỏ này. Mang theo cả con nhỏ này. Lẹ lên, đây là bản sơ đồ cầm. Con nhỏ này sẽ nói tất cả. Đứng im. Đáng đời cùng cho già. Lè lên. Ở lại nghe hùng vù. Ở lại nha.
Chắc chắn không ai theo dõi mình chứ. Tôi bảo đảm như vậy mà. Ánh sáng của Rosa tuyệt lắm nghe. Khoan đã chú ơi. Chú ơi, chú nó bắt bạn cháu mang đi rồi. Alo, Hải Âu đâu? Hải Âu đâu? Chúng ta sẽ gặp chính William Bird vào một ngày mới. Anh sáng chạy máy cho ngon nghe. Ok. Ủa không? Đừng sợ gì hết anh. Tấm bản đồ con mụ kia. Hạnh nói gì? Bản đồ của ba Hạnh hả? Không, không được đâu. Tụi nó đều có súng. Sao?
Chào cô. Thưa cô. Dạ thưa cô. Thưa cô. Chào cô. Cô có phải cô giáo Thanh không ạ? Dạ phải ạ. Trời đất, thiếu con nhận ra tôi à? Dạ, bác tha lỗi á. Không sao, tôi không trách thím đâu. Thím tới trường hay sao? Dạ, tôi phải lên lớp bây giờ. Mau thật, mới đó đã dỗ thứ năm của chú ấy rồi. Bác, mời bác vô nhà. Nghĩa tử là nghĩa tận. Chú Năm tha tội cho ba Hường này nghe. Ngoài quản, tôi cũng hay tin chú chết oan ức lắm. Nhưng hoàn cảnh mỗi người sau chiến tranh, xin chú hiểu cho. Chú có thiên thì xin về phò hộ độ trì cho vợ con chú được tai qua nạn khỏi. Tôi nguyện làm bất cứ điều gì có ích cho thím, cho cháu Hạnh nên người. Tôi không ngờ gặp chú hồi Tết Mậu Thân lại là lần cuối cùng. Tôi thiết nghĩ sống chết có số cả. Thím cũng đừng buồn phiền làm gì mà sanh bệnh. Rồi tương lai cháu Hạnh ai lo? Thím Năm à, tôi có ý này, thím phải thông cảm lắm đó nghe. Thím cầm lấy, gọi là chút quà mọn của vợ chồng tôi. Anh ba, em cảm ơn anh chị nhiều. Nhưng thật tình, em không dám lạm dụng lòng tốt của anh chị. Vậy thím không coi tôi và chú Tâm là anh em sao? Thím làm như vậy, bỉ mặt vợ chồng tôi quá. Dạ không, không phải vậy đâu anh ba. Bộ hôm nay cô giáo mắc bệnh hả Hạnh? Cô quên thời khóa biểu. Nè, đừng có đoán mò. Chưa khi nào cô Thanh tới trễ hết. Hiểu không? Chắc là có sự cố đặc biệt nào đó. Nhất định là thế. Mình chúa ghét những con khỉ hay bắt chước lắm. Nè, cậu nói ai như con khỉ hả? Mình nói cậu đó, lúc nào cũng học đòi hùng đen. Bè chuyện trinh thám gián điệp. Vậy giống con gì? Hạnh ơi, đi đâu vậy? Hạnh, đi đâu đó? Hạnh. Hạnh, đứng lại đã. Hạnh, đi đâu vậy? Chắc má mình bệnh rồi. Đợi chút xíu nha, để mình xin phép ban giám hiệu cho cả lớp tới thăm luôn. Đợi chút xíu nha. Đợi mình với. Lấy luôn cái cặp cho mình nha. Ở ngoài quảng tôi cũng hay tin cháu Hạnh hát hay lắm. Lên tivi thường à. Đúng vậy không thiếu Năm? Dạ, cháu bác thích hát, là được các cô các chú câu lạc bộ thường giúp đỡ nhiều ạ. Thiếu nói vậy đâu có được. Cháu tôi tài hoa lắm mới được người ta thương chứ bộ. Mừng là mừng vậy, chứ thiệt lòng tôi lo cho cháu Hạnh lắm thím mà. Anh ba nói vậy nghĩa là sao à? Thói đời trâu buộc ghét trâu ăn.
liệu người ta thấy cháu Hạnh được như vậy có khỏi bới móc lý lịch của ba nó không? Dạ, em cũng chưa thấy có ai đến làm khó dễ gì với cháu Hạnh cả. Được như vậy là hồng phước đó. Nè, tôi hỏi thiệt, đã có bao giờ công an đến đây tìm hiểu cái chết oan khuất tức tưởi của chú Năm không thiếp? Trời ơi, nhà em có thể quên đi tất cả. Cảm ơn cô. Chào cô đi con. Dạ, cháu chào cô. Chào cô. Kìa Hùng, con làm sao vậy? Má ơi, con đau đầu quá. Chắc tại con đọc quá nhiều sách trinh thám, phản gián tùm lum chứ gì. Con đau đầu thiệt mà. Con định xin má mấy viên thuốc đau đầu mà má làm gì dữ vậy? Thôi, con về. Hùng, nói thiệt đi, con xin thuốc cho ai đó, phải không? Dạ, dạ, cô giáo dạy địa lý của con bị đau đầu mấy hôm nay. Sao con không mời cô tới khám? Con không muốn. Tại sao vậy? Con không biết. Má không thể phát thuốc khi chưa biết bệnh tình cô giáo ra sao. Tốt nhất con nên mời cô tới, má sẽ ưu tiên khám ngay, được chưa? Dạ, thưa má con về. Mời chị. Con chào cha. Chào sơ. Ủa, cha Hoàng vẫn còn nhớ đến cha kia. Ở trển cha vẫn mạnh khỏe chứ? Dạ ơn bề trên, cha Hoàng vẫn mạnh thường ạ. Sơ cứ ở lại đây. Địa phương này có nhiều cảnh thâm thú lắm. Mới đây người ta vừa phát hiện ra cây đàn đá đang trưng bày ở trong khu triển lãm. Sơ cũng cần nên biết. Con cảm ơn cha. À, cha còn có chiếc xe gắn máy đã lâu không dùng. Nếu sơ thấy cần. Ngại là bây giờ giá xăng nhớt hơi cao. Dạ, cha tốt với con quá. Con lớn rồi, con phải hiểu. Ba con mất tích, má con ở vậy nuôi con. Mặc dù má con còn trẻ, vậy con có hiểu sự hy sinh ghê gớm của má con khi ba con mất tích không? Bác nói thiệt, con có tài, lớn lên thế nào cũng trở thành một ca sĩ lừng danh. Bác phải bảo vệ, tránh cho con mọi tai họa có thể xảy ra. Bởi vậy chỉ sợ con không thật sự tin ở bác. Bác ba nói vậy, con buồn lắm. Con sẽ kể hết cho bác nghe, chừng nào mắt con cho phép. Bác không bao giờ ép con nói. Nếu như má con biểu con phải im lặng, cảnh giác là phải con à. Hàng năm
cứ sắp đến ngày kỷ niệm thành phố được giải phóng, má con mở hộp đồ ký vật của ba con ra coi rồi khóc hoài. Vậy hả? Rồi sao con? Hạnh ơi! Hạnh! Làm người ta tìm muốn chết, không muốn đi nhạc nữa hay sao? Đây là các bạn cùng lớp với con. Dạ, chào bác. Các cô các chú trong câu lạc bộ biểu tụi mình đi tìm Hạnh về tập. Bọn mình sẽ đem theo cả dàn nhạc đệm, và khi Hạnh hát xong, tất cả vỗ tay ầm lên. Nhất định ban giám khảo sẽ xếp hạng nhất cho Hạnh. Đúng rồi. Cậu dân nhỏ vui lên mất chút đi. Đàn ông con trai thì phải ăn sống nói gió mới tốt chứ. Các cháu uống nước dừa nha. Dạ cảm ơn bác. Thôi con cứ đi với các bạn đi, bác cũng mắc chút việc. Dạ con đi nghe bác. Dạ chào bác. Chào bác. Báo cáo đồng chí thiếu tá, một tên điệp viên mang bí số K5 đã lọt vào khu vực của ta, thì đài kiểm thính cũng phát hiện một làn sóng lạ. Phòng mật mã đang nghiên cứu và giải mã những tín hiệu đã thu được. Mời anh chị ngồi. Theo đồng chí, hiện tượng đó có liên quan gì với nhau hay không? Hay chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên? Chính đồng chí đã có lần nhắc, trong công tác phản gián, mọi việc đều có thể xảy ra, kể cả những trường hợp tưởng như là vô lý và khó tin nhất. Đúng thế. K5 xuất hiện cùng với làn sóng lạ, có thể là bước mở đầu một chiến dịch nào đó của kẻ thù. Cũng có thể là một làn sương mù hồng làm lạc hướng chúng ta. Dạ, theo chỉ thị của đồng chí, tôi đã thông báo cho tất cả các đồn tăng cường công tác nắm địa bàn, quản lý hộ khẩu và phát huy tính chủ động của mạng lưới an ninh nhân dân, tung trinh sát vào các trọng điểm C6, X9 và T5. Bước đầu như vậy là tốt. Các đồng chí đừng bỏ qua những nơi mà tưởng như bình yên nhất. Nam Bắc về chung một nhà, đêm pháo hoa vang tiếng ca, hoa lưng trời và hoa trong ánh mắt đất nước mình, bao nhiêu hoa đẹp em vung trồng nở hoa dân ba. La 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 la. Bạch Mai, hát tốt cho em. Em quên mất lời hai rồi. Hát trọn lời một là được rồi. Địch sao nổi sân ca của lớp mình? Thôi đi cậu, mình lại lo cho Hạnh rớt đó. Cậu có dám cá 10 ăn 1 không? Ngốc ơi là ngốc. Cái gì? Mấy bữa nay Hạnh nó xuống tinh thần ghê lắm. Cậu không thấy gì sao? Kể cả cô giáo Thanh nữa. Chắc là có sự cố gì quan trọng đó. Đúng không? Hay là cô giáo có mặc cảm là vợ của Lý Ngụy? Cậu chỉ được cái nói bá láp. Chính bà Ngụy giết chồng cô Thanh kia mà. Vậy hả? Sao giờ này chưa thấy Hạnh tới cơ? Thấy gì không? Không. Chắc là có sự cố gì đó. Cậu thì lúc nào cũng có sự cố, cũng không bình thường. Cậu thích làm tình báo viên thì cứ việc. Còn mình chỉ thích làm hài xiếc. À, cậu có thấy ông đeo mắt kiến kia tích cười không? Thí sinh Nguyễn Thị Bích Hoàng Lan, số báo danh 34. Có.
Cháu vô đi. Vô đi. Dạ. Mình về thôi má. Sao con kỳ cục vậy? Má định bán nhà thì con thi vô nhật viện làm gì? Ai biểu với con má bán nhà? Trời ơi, lỡ người ta nghe thấy, họ nói má con mình bán nhà tính chuyện vượt biên. Hạnh, má nói, con có nghe không? Bữa hôm má dẫn bà nào đó đi coi các phòng, bếp núc. Má không định bán nhà thì mời họ coi làm gì? Là má cũng dự tính như vậy thôi. Có phải bác ba xúi má không? Không, không có chuyện đó đâu con. Hồi mới gặp con cũng rất thương bác ba, nhưng càng ngày con thấy bác ba càng dễ sợ. Hạnh, dù sao bác ba cũng là họ hàng. Năm năm nay mình không có bác ba, má con mình vẫn sống đàng hoàng mà. Mình biết các cậu rất tốt đối với mình, nhưng chắc mình rớt mất. Sao? Hạnh nói sao? Nếu Hạnh đã nói như vậy á, thì Hạnh đừng có vô thi nữa. Hạnh không được quyền làm nhục cả lớp. Hạnh nhất định sẽ đi thi và Hạnh sẽ được điểm cao. Mình tin chắc như vậy. Mấy bữa nay cô giáo đã bớt đau đầu chưa? Ông bác mình còn lui tới, má còn đau đầu hoài. Sao vậy? Ông nói đủ thứ chuyện, loanh quanh một hồi rồi trở lại chuyện ba mình. Mình rất sợ ai nhắc đến chuyện đó. Cậu biết không, hai thằng xông vô nhà mình, thằng mắt cá tàu gõ bắn súng lên đầu má mình. Giang, Giang, Nguyễn Bích Hạnh, số bao danh sao ai? Bích Hạnh là ai vậy? À, chắc không biết nữa đâu. Vậy là cháu biết rồi. Nguyễn Bích Hạnh, số bao danh sao ai? Dạ, cô cháu đây. Cháu là Nguyễn Thị Bích Hạnh à? Dạ, chứ nói là bạn cháu có mặt mà. Bạn cháu ngoài kia kìa. Hạnh, lẹ lên. Hạnh, Hạnh. Hạnh, nhớ nha Hạnh. Hạnh, nhớ nha. Nhất định thắng nha Hạnh. Hạnh, Hạnh, Hạnh. Bây giờ em bắt đầu hát nghe. Lạ chưa? Thường ngày nó hát hay lắm mà. Kỳ vậy cả. Có chuyện gì vậy? Nhỏ này có chuyện gì vậy? Nhỏ chạy vậy? Chẳng lẽ bỏ cụ vậy? Chắc là nó luôn đó. Chắc là nó hát. Mấy bữa nay cậu không thấy Hạnh thay đổi gì sao? Bài không thuộc gì hết, đi đứng như người mất hồn. Do đó bọn mình phải tìm cách an ủi giúp đỡ Hạnh chứ. Để an ủi Hạnh, một mình cậu là đủ rồi.
Mình chúa ghét tính nhõng nhẽo của con gái, kể cả Hạnh nữa. Sung sướng khi phải rời bỏ căn buồng này mà đi hay sao? Đây là nơi ba má đã gặp nhau và yêu thương nhau, và má đã chôn nhau của con ở dưới gốc cây vú sữa kia. Cũng chính ở nơi đây ba của con đã nói lời trăn trối. Con còn nhỏ dại lắm, bọn đó thì tàn ác ghê gớm, còn chúng ta thì đơn độc yếu đuối. Anh à, mấy bữa nay em hơi băn khoăn. Em nhận thấy Hùng và tụi bạn đang mưu tính một chuyện gì đó. Sao em không nói chuyện với con? Tin nữa con em à. Con tin và yêu anh, điều đó khiến em rất sung sướng. Nhưng anh phải chỉ cho con thấy những giới hạn mà con chưa đủ sức để vượt qua. Hãy giúp Hùng nhận định thật rõ ràng cái tốt và cái xấu. Em nói rất đúng. Anh chưa biết làm cha, làm bạn với Hùng một cách tốt nhất. Nhiên lắm hả? Vâng, em không giải thích được lý do vì sao cô giáo không tới khám bệnh, giờ lại thêm chuyện này. Em nên tranh thủ đến thăm cô Thanh. Anh cảm thấy cô ấy đang gặp chuyện gì đó mà bọn trẻ đang quan tâm lo lắng. Hùng. Bắt đầu từ hôm nay, ban chuyên án của chúng ta chính thức hoạt động. Mình đề nghị đặt tên cho tổ chức bí mật là Sơn Ca. Các bạn đồng ý không? Đúng rồi, Sơn Ca trong thành phố. Cậu thật là cư không à? Hoạt động của tụi mình thì thật là vui, chứ còn lén lút như thằng ăn trộm thì mình chịu thôi. Nhưng lỡ chúng nó có súng thì sao? Cậu sợ hả? Ngày nhát thấy mồ. Cậu sợ không? Hùng nè, hay là cậu lên nói hết với ba cậu đi, để ổng bắt súng và điện đài cho tụi mình hoạt động, được không? Không, đừng để mà mình dính vô. Nếu cậu sợ nó có súng, ngán đi đêm, vì sợ ma, cậu sẽ bám nhà cô giáo, biết tiệm cắt tóc ông già tư cải lương không? Biết chứ sao không?
đó là đài quan sát rất tốt. Cậu phải tìm mọi cách trụ tại đó, kiểm tra tất cả những ai ra vô nhà Hạnh, đặc biệt tên Samit, mình đặt mặt danh cho ba Hường. À, ngó mặt hắn cũng có vẻ mít xoài thiệt, nhưng sao không nhận Hạnh vô tổ chức luôn, để đỡ lập đài quan sát chi cho nó mệt. Đâu có được. Không nhớ vụ thi tuyển thanh nhạc sao? Nhõng nhẽo, ngán quá trời. Thế còn nhiệm vụ của mình? Cậu hả? À, cậu sẽ đạp xe đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tìm cho ra tên ba số 5, mật danh, tên mắt cá tàu, người đã đánh má Hạnh và sát hại chú Tâm. Công thức này thiện hợp với mình. Cô nè. Ê, ba số 5, mày đã bị bắt. Và Tư cải lương sao? À phải, em có chuyện gì cần không? Ủa, mà sao anh không giống ổng? Tại anh giống má anh. Em thường tới đây cắt tóc, quen ổng quá mà. Vậy à, mời em vô đi. Em tưởng anh làm không bằng già anh hay sao em? Ủa, bị ông chích hả? Hư hết tóc rồi. Anh đâu có biết cắt tóc. Chứ không thèm tới tiệm anh nữa đâu. Làm em hết cơ hồn. Thiêm Năm vô ý quá. Thời buổi này mà cửa ngõ mở toang sao được. Sức khỏe của Thiêm ra sao? Dạ,
tôi phải cất công lên tận miền núi mới tìm được mấy vị thuốc quý cho thím đây. Em vẫn mất ngủ hoài đó anh ba. Để tôi coi mạch rồi chăm cứu cho thím, sau đó uống thuốc. Tôi cam đoan với thím. Hạnh đâu rồi thím? Dạ, cháu xin phép sang chơi nhà bạn. Chắc là anh ba xuống xe chưa kịp ăn uống gì. Thôi, khỏi lo việc ăn uống. Nè, ông già Tư cải lương mấy bữa nay đi đâu mà bỏ tiệm cho người khác coi vậy thím? Nghe đâu ông bị đau tim, phải nhờ anh cháu coi tiệm. À, vậy hả? Hạnh tính bỏ lớp, bỏ câu lạc bộ phải không? Hay là bọn mình không xứng đáng với Hạnh, một ca sĩ nổi tiếng? Chẳng tại sao cả. Hạnh có biết bọn mình lo cho Hạnh như thế nào không? Biết. Nhưng Hạnh không thể, Hạnh sợ tất cả mọi thứ. Hạnh sợ cái gì mới được chứ? Đừng thèm sợ, bọn mình vừa lập một ban chuyên án. Trời đất, Hùng là công an sao? Sao Hạnh lại sợ công an? Ban chuyên án sẽ bảo vệ Hạnh và má Thanh kia mà. Yên tâm đi. Hạnh không tin sao Bình đang truy lùng tên mắt cá tàu đã đánh má Hạnh. Còn Dương đang chỉ huy một đài quan sát bí mật, bởi vậy mình muốn Hạnh cùng tham gia, được không? Thím thấy trong người có dễ chịu chút nào không? Dạ. Các việc đạo hiện thời của thím bị bế tắc, trễ khí. Giờ tôi châm vô đó. Khi nào thím thấy trong người nóng rang lên thì báo cho tôi nghe. Dạ. Có lửa đốt thế này. Không sao đâu thím, tôi đang giải khai các huyệt đạo, ráng chịu chút xíu nữa nha. Chồng mình không? Có. Đây chính là chồng tôi. Nhưng anh ấy đã chết rồi. Không, thím lầm rồi. Chú ấy còn sống. Hiện chú ấy ở bên Mỹ. Vậy thím có muốn sum họp với chồng không? Có. Có chứ. Nhưng đây chỉ là giấc mơ, có phải không? Không, đó là sự thật. Hãy nghe tôi nói đây. Chồng thím không phải là một tên lính quân cụ tầm thường, mà là một sĩ quan CIA. Không. Anh ta có một sứ mạng vô cùng trọng đại. Vì thế, người Mỹ đã quyết định đưa thím và con gái sang Mỹ gặp thiếu tá Tầm. Nếu quả thật như vậy, tôi xin các người hãy đưa chồng tôi trở về với má con tôi. Tôi van các người. Không được. Cộng sản sẽ trừng trị gia đình thiếu tá Tầm. Trước khi ra đi, theo lời yêu cầu của thiếu tá Tầm, thím hãy trao cho tôi vật kỷ niệm mà thím đã cất giữ. Vật ấy cất ở đâu? Ở đâu? Ở tôi đâu? Không biết.
Xin chào bà. Chào ông. Tôi là phụ huynh của học sinh tới thăm cô giáo. Quý hoa quá. Xin mời bà vô. Ban chuyên án của Hùng có liên quan gì đến ba Hùng không? Không. Nhưng ba mình dạy mình phải biết sống cho tình thương, cho lẽ phải. Hạnh cần phải tham gia ban chuyên án Sơn Ca. Hùng đừng bỏ rơi Hạnh nha. Không đời nào. Hùng thề đi. Thề danh dự đội viên, ban chuyên án Sơn Ca quyết bảo vệ má Thanh và Hạnh đến hơi thở cuối cùng. Ngày ấy, Hạnh còn nhỏ lắm. Và không hiểu tại sao, Hạnh cứ tưởng tượng ba má Hạnh gặp nhau lần cuối cùng trên bãi biển. Ba Hạnh chỉ kịp trao mảnh giấy nhỏ cho má, thì bọn chúng ập tới. Rồi... Năm năm nay, Hạnh có biết gì về tin tức của ba Hạnh không? Nhưng từ khi bác ba vô... Sao? Ông ba Hường cũng có liên quan đến chuyện này nữa hả? Không, Hùng đừng nhìn Hạnh như vậy. Hạnh biết không, mảnh giấy của ba Hạnh để lại cực kỳ quan trọng. Hạnh hãy trao lại cho ban chuyên án Sơn Ca. Không, Hạnh nói bậy đó. Hạnh không biết gì hết. Mời vào. Thưa thiếu tá, phòng mật mã đã giải xong bước điểm mới nhất của bọn chúng. Gói hàng, phải chăng là hàng không số? Tài liệu tối mật của CA ở vùng 2 chiến thuật mà cấp trên đã nhắc nhở chúng ta. Đến giờ, đồng chí cần chặn ngay trò chơi nguy hiểm của bọn trẻ lại. Tăng cường lực lượng vào những trọng điểm C6, X9 và E3. Rõ. Bà Rosa, tôi đã dò trúng được huyệt đạo. Ai cho phép ông được gặp tôi? Hay ông định rình rập cả tôi nữa chứ gì?
Dạ bởi sớm muộn gì tôi cũng trao món quà phục sinh đó thưa bà. Vì tánh mạng của nhóm, tôi cấm ông không được lui tới chỗ cô em dâu yêu quý của ông nữa. Tại sao vậy thưa bà? Tôi đã mắc công leo cây để tới khi hái quả. Thì ra... Nghe lệnh đây, việc còn lại đã có người khác lo. Ngài N cộng 3 phải có mặt. Sáng mai tôi sẽ cho xe bệnh viện đón cô sang khu an dưỡng ít ngày. Bác sĩ tử tế quá. Cháu Hạnh nấu ăn một mình được không? Dạ được. Cần mua bán gì ngoài chợ tôi sẽ mua giúp. Cô cứ yên tâm. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Thôi tôi về nha. Dạ. Dạ chào bác. Bác ơi, hôm con giận cháu không bác? Vì sao hai cháu giận nhau bác không được biết, nhưng theo bác, đôi khi các cháu cũng cần đến sự giúp đỡ của người lớn. Cháu cảm ơn bác, nhưng chuyện này cháu không thể. Hùng, con tới đây làm gì? Má tha lỗi cho con sốt ruột quá. Má rất buồn thấy con không vâng lời. Chính con đã hứa sẽ không rời nhà mình kia mà. Nhưng mà con... Thôi được, về nhà má sẽ nói chuyện với con. Có chuyện gì khúc mắc? Lẽ ra con phải kể cho ba nghe mới đúng. Không, con thấy ba thế nào á? Trời đất, con nghĩ xem ba có lúc nào được nghỉ ngơi không? Vâng, ba rất bận. Nhưng không vì thế mà có quyền thờ ơ trước tai họa của người khác. Chẳng hạn ba đã làm gì để giúp đỡ cô Thanh và Hạnh? Có những chuyện ba làm mà không thể cho con biết thì sao? Con mượn xe đạp. Chi vậy? Có chuyện gì vậy? Má chịu khó đi bộ về nhà. Bộ con điên hả? Hùng. Tại sao các người không cho ai sống yên ổn, kính Chúa và yêu nước chứ? Dạ, thưa cha. Đừng chối. Các người đã bôi nhỏ đức tin, phỉ báng thánh đường, làm ô uế dòng tu như bầy quỷ dữ. Chúng ta đang bước vào Chúa Nhật Phục Sinh, mà giáo hội đã ra đời từ Phục Sinh của Chúa. Ngài đã chiến thắng cái chết và đang tập hợp tín đồ tản mát mọi nơi. Không, không thể đẩy chúng tôi trở lại quá khứ tối tăm đầy tội lỗi của các người. Ở đây không có đất cho các người sống đâu. Hãy đi ngay ra khỏi thánh đường. Cha tha lỗi, con đã làm phiền cha. Ba ơi, ba làm chứng cho con nghe ba. Má, con xin lỗi má. Con gái má lớn lắm rồi đó. Má cho con tới thăm các bạn nghe má. Ừ. Một chút con về.
gặp ba cô Hùng. Ông là thiếu tá công an. Chồng Thiếm không phải là một tên lính quân vụ tầm thường, mà là một sĩ quan CIA. Cộng sản quyết trừng trị gia đình Thiếm nếu như... Anh uống tóc cho em đi. Ủa, sao lại tới đây nữa? Em nhầm vào lúc mưa gió thế này. Má em bị hớt ngắn. Cho má hớt cho em đi. Giết bà ngay lập tức. Đứng im. Ông muốn gì? Nộp ngay tài liệu chồng bà để lại. Không, ông muốn lấy gì cứ lấy. Cầm. Nếu chậm trễ con gái bà sẽ chết. Con gái bà đang nằm trong tay chúng tôi. Không, tôi gian ông. Con gái tôi vô tội. Ông hãy tha cho nó. Nếu vậy mày sẽ chết trước nó. Ôi, trời ơi. Anh Tâm ơi. Trời ơi. Hạnh. Ăn cắp, ăn cắp. Không phải, bắt lấy thẻ. Không phải, bắt đó, bắt tôi, bắt đó, bắt tôi này, bắt nó, ăn cắp đó, bắt nó đi, bắt nó đi. Thank you.
Thưa ông. Vâng, tất cả câu chuyện đã xảy ra như vậy. Tôi không hiểu ai đã lấy mảnh giấy ấy. Ngoài cô ra, còn ai biết chỗ giấu không? Dạ, có thể là cháu Hạnh. Thưa ông, lẽ ra tôi phải nộp ngay mảnh giấy ấy cho công an. Tôi không hiểu giá trị của nó. Tôi không ngờ. Chúng tôi rất thông cảm với cô. Mong cô chóng bình phục trở lại trường công tác. Thưa ông, liệu cô gái tôi có làm sao không ạ? Tôi linh cảm thấy có chuyện gì chẳng lành. Chúng tôi đang làm tất cả những gì để bảo vệ lũ trẻ. Xin chào cô. Nè, nè, mấy em nhỏ. Đứng xích ra, đứng xích ra coi mấy em nhỏ nè. Anh, em lo cho con quá. Quả thực anh cũng bị bất ngờ. Vì yêu thương bè bạn, bọn trẻ đã hành động vượt quá khả năng của mình. Em săn sóc Dương thật chu đáo nghe. Báo cáo, Hạnh về nhóm sân ca không có câu lạc bộ. Các tổ triển khai phương án 3.
đuổi theo ô tô. Thưa bà Rosa Hoàng Phúc Khánh, theo chỉ thị của bà, tôi đã làm tất cả những gì có thể, kể cả việc mò mẫm đánh hơi quanh đám xác xe cháy trong trận phục kích năm nào. Vậy kho báu ở đâu? Hay ông định bịp cả tôi nữa? Không, thưa bà, tôi cho rằng chính bà đã lừa tôi. Tới giờ này mà anh vẫn còn thở ra cái giọng oán trách nữa hay sao? Hay là muốn tất cả vào trại giam để dạo mát? William Burke đã giao cho chúng hộ tống một đoàn xe chở tài liệu mật của CIA tại vùng 2 chiến thuật. Chúng đã để cho đoàn xe lọt vào ổ phục kích của tụi biệt động quân. Tham lam ngu xuẩn. Và cuối cùng, tên hạ sĩ khốn kiếp lái chiếc xe quan trọng biển đi đâu mất tiêu. Lạy Chúa tôi, chính ông đã làm hỏng mọi việc. Bà cũng được quyền nhục mạ tôi. Chức vụ của bà có cao hơn, nhưng thâm niên của tôi trong CIA đòi hỏi bà phải coi trọng. Coi trọng? Mọi hành động của ông không qua mắt được bọn con nít, vậy mà đòi người khác phải ngã mũ sao? Ôi, ông bạn già đáng thương của em. Nếu anh chịu đưa em bản sơ đồ cất giấu tài liệu mật, thì em sẽ kính phục anh, thậm chí còn yêu anh nữa. Thuyền máy đã sẵn sàng, anh còn mong gì hơn nữa? Thưa bà, thật là kỳ quái, bản sơ đồ tìm thấy trong người con nhỏ này.
mang theo cả con nhỏ này. Lẹ lên, đây là bản sơ đồ câm. Con nhỏ này sẽ nói tất cả. Đứng im. Đáng đời còn cho già. Lè lên. Ở lại nghe hùng gù. Ở lại nha. Chắc chắn không ai theo dõi mình chứ? Tôi bảo đảm như vậy mà. Ánh sáng của Rosa tuyệt lắm nghe. Khoan đã chú ơi. Chú ơi, chú nó bắt bạn cháu mang đi rồi. Alo, Hải Âu đâu? Hải Âu đâu? Sẽ gặp chính William Bird vào một ngày mới. Anh sáng chạy máy cho ngon nghe. Ok.
Ủa không, đừng sợ gì hết anh. Tấm bản đồ con mụ kia. Hạnh nói gì? Bản đồ của ba Hạnh hả? Không, không được đâu. Tụi nó đều có súng. Sao? Giỏi lắm.